Cái gì vậy? À gì? Diễm Thi nè. Sao không ngủ thêm một chút nữa đi con? Ừ, dạ thôi, còn dậy sớm chơi em em. Ngày nghỉ người ta ngủ thêm một chút nữa cho có sức. Đây. Nè, An. Từ nay về sau chị Thi sẽ thay mặt ba chăm sóc tụi con, cho nên chị Thi nói cái gì tụi con phải nghe chưa? Dạ. Công việc của ba sắp tới là nhiều lắm. À ai? Chị có mua quà cho em á. Thiệt hả chị? Chị để trên lầu rồi, tí xíu nữa nên chị đưa cho nha. Dạ. Chú ơi, chú bận công việc thì chú đi đi, để con tự chiên không, con tự làm cho. Vậy con chiên nha. Dạ. Làm đi chú nha chú. Em nghe chưa? Từ đây về sau á, chú Tùng đi vắng á là chị sẽ là người dạy dỗ cho mấy đứa. Với cái kinh nghiệm đầy người của chị sẽ dạy cho mấy đứa những điều hay. Chị ngồi yên. Chị ngồi yên nha. Đừng nhai nữa. Ngâm miếng lái. Quay qua đây. À, em phát hiện ra rồi. Chị có biết chị giống một nhân vật nào đó trong chuyện cổ tích ngày xưa không? Chắc là một nhân vật nào đó rất là xinh đẹp. Ví dụ như là Mị Châu đúng không? Mị Châu đúng không? Không phải. Wow. Vậy chắc là... À, Mị Nương đúng không? Phải luôn. Không phải nữa hả? À, chị biết cái chị này nè, đẹp lắm luôn á. Giờ không phải nữa là thôi rồi luôn á. Cô bé Lợi Leo đúng không? Cũng không phải luôn. Vậy chứ ai? Vậy chắc nhân vật nó tầm cỡ lắm nè. Xinh đẹp. Chị ngồi yên ấy, nhúc nhích cái miệng ấy. Chị có biết cái con dê chó của chị giống nàng cám trong chuyện của Tất không? À, vậy là ý em nói á, chị là cám, vậy em là tắm đúng không? Dạ. Vậy thì con cám này sẽ con tắm biết tay. Nè, sao chị lấy xúc xích của em? Cái gì trong nhà Quang là của Quang nghe chưa? Chị nói chị thương em mà, sao hôm nay chị có xử như vậy? Thương hả? Đó như là lời nói thoảng qua tai thôi. Cái gì cũng có thể thay đổi nghe chưa? Nhóc hị mũi chưa sạch. Cái gì? Hị mũi chưa sạch? Chị quá đáng lắm luôn rồi đó. Chị không trung thực, chị lừa ba Tùng. Em mét ba Tùng. Ừ, mét đi, mét đi. Còn có ai tin ai? Chị nói trước nha, có ba Tùng ở đây á, khôn hồn á thì im lặng nghe chưa? Còn nếu không nha, ở nhà một mình với chế, chế đầy cho chết nghe chưa? Tấm mà bà đặt dành ăn với cám hả? Đâu có dễ. Sao chị lấy búp bê của em? Sao? Búp bê của em hồi nào? Búp bê chị nói chị tặng cho em mà. Cái đó là hồi sáng thôi, hồi sáng là tặng. Nhưng mà bây giờ lấy lại cho không? Chị kỳ quá à. Ai biểu? Hồi sáng nay ai nói chị là cám? Cho nên bây giờ chị sẽ làm đúng bản chất của con cám, là chỉ là việc ngồi, nằm, chơi thôi biết chưa? Còn con tắm á, thì phải đi làm việc nhà. Đi lên lầu, lao từ trên xuống dưới. Đi trước đằng sân kè, quét sân đi. Rồi đi làm sao nữa, nghe chưa? Chị thật là quá đáng. Ai biểu? Bây giờ chị sẽ làm đúng bản chất của cám nghe chưa? Ba Tùng, chị Thuy lấy xúc xích của con. Trời ơi chú ơi, quan cho con quá chú. Đó giờ có bao giờ con thích ăn mấy cái đồ mà làm sẵn nó đâu. Chú hiểu mà. Chị còn dành búp bê đã tặng cho con nữa. Ôi quan nữa chú, con lớn rồi, có bao giờ thích chơi mấy cái con búp bê búp biết gì đâu. Chú hiểu. Chị nói dối. Em mới nói dối à. Chị nói dối. Thôi đủ rồi. Mấy cái chuyện nó có lớn không? Chuyện nhỏ xíu à, sao lại làm ầm lên như vậy? Cái điều quan trọng bây giờ nè là tụi con nhìn ba đi. Ba mới đi làm về rất là mệt. Những cái chuyện này tại sao mình không tự giải quyết được mà cứ la ầm lên để làm phiền tới ba vậy? Nhất là con, sao con cứ gây sự với chị Thi hoài vậy? Hả? Ba Tùng không có thương con như lúc trước nữa. Con ghét ba Tùng. Ba Tùng có mới nói con. Con nói gì vậy? Chú ơi,
Con thấy con khổ tâm quá à. Chắc con về quê sớm quá. Dẹp cái suy nghĩ đó đi nghe chưa. Ở đây có chuyện gì chú lo hết. Anh. Ê. Sao vậy ạ? Sao tự nhiên hôm nay buồn vậy ạ? Đừng có giỡn với em nữa. Ủa, hôm nay em có chuyện gì ạ? Em có chuyện gia đình. Chuyện gia đình là chuyện gì? Sao tự nhiên nạt anh vậy? Ba Tùng muốn bỏ rơi tụi em. Nè, làm gì có chuyện đó. Ba Tùng thương tụi em lắm mà. Em nghĩ là ba Tùng thương chị Thi, còn tụi em sẽ phải vào viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão? Em nhầm không vậy? À đúng rồi, chạy trẻ mồ côi. Sợ chạy trẻ mồ côi. Nè, anh nói nè, ba Tùng rất là thương tụi em. Mà ở nhà có chuyện gì à? Ai bắt nạt em đúng không? Đúng. Ai bắt nạt tụi em? Chị Thi. Hóa ra là bà Thi à? Thế bà Thi bắt nạt tụi em như thế nào? Chị nghĩ chị lớn hơn em là chị có quỳ, với lại chị là cháu của ba Tùng, nên là chị có bắt em làm tùm lum, giống như là lau nhà, quét nhà, dọn cơm, rửa chén. Còn chị ngồi ơi gì đó. Tụi em chỉ là những đứa con từ trên trời rơi xuống mà mà. Thật quá đáng mà. Thôi anh nghĩ rồi, anh đã có cách giúp em. Anh có cách giúp em thì hả? Đúng vậy, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn bây giờ em cười lên đi, vui lên. Anh tặng em này. Mà sao con này cũ quá vậy anh? Thì nó hơi cũ tí thôi nhưng mà lợi hại lắm á. Dạ, giờ đem đi cất. Ê, không được, cứ để đây cho anh. Em cứ để đây là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh ơi, anh đi dời đi. Anh ơi, anh đi, anh đi dời đi. Để anh lo. Đi. Sao chị kêu em không nghe vậy anh? Dạ. Sánh cho giờ nữa. Cứ để anh. Anh. Dạ. Em bị điếc hay sao vậy chị kêu em không nghe? Dạ. Ủa, ông làm gì bên đây vậy? Em kêu Quynh nào về hồi nãy giờ mà Quynh nào không chịu về. Thì tôi qua thăm bà. Làm gì thăm tôi? Có bệnh ngoại gì đâu thăm. Mắc mớ thì bạn bè qua thăm nhau cũng không được luôn. Anh, lấy nước cho khách đi em. Dạ. Sao bà không lấy cho tôi mà sai con bé làm gì? Tại tôi là chị nó. Ok. Nhanh lên đi anh. Dạ. Cảm ơn em. Tụi có nước không? Không có trái cây gì hết vậy? Lấy trái cây đi. Dạ. Sai con nhỏ dữ vậy. Bà vô lấy cho tôi. Kệ tôi. Tôi thích bà vô lấy cơ. Kệ ông, nó ông thích tôi đâu thích đâu. Rồi bây giờ con nhỏ nó mang ra này, bà có cần con nhỏ bóp giùm tôi luôn không? Ừ. Nếu như mà ông thích. Ừ. Thôi khỏi đi. An quên nữa. Trên phòng của chị á bừa như là cái gì luôn á. Tí xíu nữa lên chạy cho em 10 phút. Không dọn sạch cái phòng của chị rồi tối nay khỏi ngủ nha. Chị ơi, cho em nghỉ chút xíu đi, em mệt quá. Không có nghỉ gì hết trơn á. Tuổi trẻ mà còn yếu đuối như gì vậy? Không hiểu sao luôn á. Xong rồi, nhìn coi. Em chị thấy nguyên một cái đống chén cho đó luôn á. Rửa là sao mà không còn một cái nhớt nào cho chị nha chưa? Dạ. Xong rồi rửa chén xong rồi, đi lên phòng dọn phòng cho chị rồi đúng không? Xong rồi sẵn gì chùi toilet luôn. Nhớ nghe chưa? Ui, con bé có chút xíu rồi bà đầy đoạn nó như vậy rồi. Trong cái nhà này tôi nắm bắt quyền hết á. Tôi muốn làm gì tôi làm, biết chưa? Bà lấy cái quyền gì mà bà sai nó như thế? Tôi là chị nó. Nói nhiều à. Rồi con gấu này ở đâu ra đi? Nhìn kìa, thấy xấu xí chưa? Đem đi dùng phòng gác giùm chị. Đi. Dạ thôi, không được. An à. Dạ. An. Dạ. Ủa, cái gì mà giả yếu xìu vậy? Dạ, nè chú. Mấy con Vinh ơi, qua chơi nữa hả? Dạ. Qua chơi thôi hả, có làm gì nữa không? Dạ, hôm nay con qua đây để giải thoát cho An chú. Giải thoát cho An là sao? Thì nếu không có con hôm nay, có lẽ An sẽ kiệt sức và dẫn đến chết đó chú. Cái gì? Kiệt sức tới chết là sao con? Con bệnh hoạn gì hả? Dạ không. Chứ sao con nói sao cho chú hiểu, nãy giờ vòng vòng con không hiểu gì hết. Tại vì chú không ở nhà chú không biết đó thôi. An ở nhà ấy, bị bóc lột ngược đãi. Cái gì? Ai bóc lột ngược đãi với An? Còn ai vào đây nữa chú? Chính là nhân vật này. Cái gì? Ông nói gì vậy?
có đâu chú, con nói hả hả em đâu chú. Bà diễn được nữa hả Thi? Sao không diễn như hồi nãy đi? Diễn gì ông nói vậy, tôi không hiểu gì cho á. Nè nè nè, tôi nói cho bà biết nha. Mọi lời nói và hành động của bà ấy có thể qua mắt được chú Tùng, nhưng không thể nào qua mắt được con gấu ấy đâu. Tí xíu nữa rồi chén xong rồi á, nhớ lên dọn phòng nghe chưa? Dọn cho sạch đó. Dọn xong rồi thì sẵn đi chuyện toilet luôn, biết chưa? Thì sao? Tại vì tôi ghét nó, biết chưa? Tôi là người nắm rõ quyền trong cái nhà này. Ông đừng có mà xíu chuyện nhà tôi nữa. Thì ra là cái camera giấu kín ở trong cái con gấu này. Ông quá đáng lắm luôn á. Đủ rồi đó Thi. Tại sao cô lại hành hạ bé An như vậy? Tại vì con ghét nó. Mắc gì ghét người ta? Tại vì nó dám xúc phạm con. Nó nói là con có nít ruồi. Xong rồi nó còn nói là con có dây chó. Nó còn nói là con giống con cám nữa. Nhưng mà bé An là em của con. Nhưng mà nó dám xúc phạm con. Nó là em con. Nhưng mà nó không được xúc phạm con. Lớn mà quá đáng. Nếu như mà chú còn binh nó nữa, con dọn đồ con về quê cho chú coi nè. Con muốn đi đâu đó con đi. Kìa thôi cho em xin lỗi đi. Em không có biết là lời nói của em vô tình xúc phạm đến bản thân của chị. Cho em xin lỗi đi. Chị đừng có về quê nha. Em hứa em không có xúc phạm chị nữa đâu. Em xin lỗi chị. Đó, vậy phải được không? Chú Tùng, chú thấy con gấu con lợi hại không? Ồ, quá lợi hại ha. Ê, mà nãy bé Thi luyện mạnh vậy không biết còn xài được không? Nó hư rồi chú. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.